Hello, xin chào mọi người. Đây. Này vào nó bén này. Học ít. Cái hộp phần. Có phỏ á. Chị đừng có phỏ kịp. Mấy giờ phỏ cái phần. Này chưa bỏ. Rồi mình bắt dây hầm trồng lại bén. Có quá. Vậy chừng nửa tháng nữa là ngon lại. Đã xanh tươi. Hành trình của một câu chuyện về rau sạch.